Thưa quý vị, mỗi đại hội của Đảng đều có những điểm nhấn, tạo ấn tượng sâu đậm trong nhận thức của cán bộ, đảng viên, nhân dân, tạo sự thống nhất, đồng thuận, tin tưởng trong Đảng, trong xã hội. Dự thảo văn kiện trình Đại hội 13 của Đảng lần này đặc biệt nhấn mạnh yếu tố hạnh phúc của nhân dân. 76 năm trôi qua, điều mà cả cuộc đời Chủ tịch Hồ Chí Minh theo đuổi, hạnh phúc của nhân dân, đã được nhấn mạnh trong dự thảo văn kiện Đại hội 13, khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc. Hiện nay thì nước ta là có một cái vị thế, đúng không? Có một cái tiềm lực, có một cái uy tín. Cái thu nhập của chúng ta đã ở cái mức là trung bình, phấn đấu là cái mức là trung bình, thu nhập trung bình cao. Thế thì khi đã có một cái mức độ về phát triển kinh tế như vậy thì phải nghĩ ngay đến cái trước đó, tất nhiên là cũng phải nghĩ, nhưng mà bây giờ càng có điều kiện để ta nghĩ đến cái hạnh phúc của nhân dân. Và vì trong phát triển thì mục tiêu cuối cùng của Đảng ta đặt ra là vì con người, vì hạnh phúc của nhân dân. Chiến lược phát triển kinh tế xã hội từ 5 đến 10 năm tới nhấn mạnh quan điểm mọi chính sách của Đảng, nhà nước đều phải hướng vào nâng cao đời sống vật chất, tinh thần và hạnh phúc của nhân dân. Chủ trương này là sự đồng điệu với mong muốn của nhân dân. Một đất nước giàu nhưng mà chưa chắc đã mạnh nếu không hạnh phúc, người dân không hạnh phúc. Nhưng mà rõ ràng một đất nước mà nhân dân hạnh phúc thì đương nhiên đất nước đó cũng là một nước là vững mạnh. Và Đại hội 13 này, văn kiện Đại hội 13 này đã đưa ra một cái thông điệp mà nếu chúng ta kỹ sẽ thấy đó là xây dựng một đất nước phồn vinh và hạnh phúc. Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng đang diễn ra. Nhân dân cả nước tin tưởng với sự chuẩn bị kỹ lưỡng, Đại hội lần thứ 13 của Đảng sẽ tiếp nối thành công của 12 nhiệm kỳ đại hội trước. Nhiều quyết sách quan trọng xuất phát từ thực tiễn vì lợi ích của nhân dân và sẽ quay về phục vụ đời sống nhân dân.